Chào các bạn, trước mặt các bạn là chảo chiên inox 2 lớp, có hình dáng là hình vuông, có kích thước là 40-40cm, có chiều sâu là 20cm, tổng chiều cao từ chân cho đến miệng là 28cm. Chảo này thì được làm hoàn toàn bằng inox 304, bọc bảo ôn 2 lớp giữ nhiệt. Khi các bạn ngồi cạnh chiên với thời gian lâu thì các bạn cũng sẽ không bị nóng ra bên ngoài. Đây là cái vỉ chắn đáy của chảo. Khi các bạn chiên thì các bạn đổ ngập dầu qua cái vỉ chắn đáy này và các bạn chiên. Bên dưới là ba cái thanh may so. Ứng với ba thanh may so là ba cái chiếc áp nhiệt ở bên ngoài như này. Các bạn có thể tùy chỉnh ở trên ba cái chiếc áp này. Mỗi thanh may so có công suất điện là 2 kW điện, tổng công suất là 6 kW điện trên 1 giờ. Cái điện này thì dùng điện dân dụng để nấu. Điện dân dụng thì ở đây nó đã có cái phần dây điện lên rồi, thì các bạn chỉ cắm vào là xong. Ngoài ra thì ở trong này nó có một cái rốn xả đáy nối liền với cái van xả đáy ở bên ngoài. Các bạn sau khi chiên xong thì các bạn có thể xả đáy, xả dầu qua đây và các bạn lọc lại rồi chiên tiếp. Trên là cái phần bên trên là cái nắp vuông cũng được thiết kế bằng inox rất là sạch sẽ. Chảo này thì phù hợp với các cái quán chiên chả hoặc là các cái quán chiên đậu phụ, đậu hũ, hoặc là các cái quán chiên khoai tây, chiên nem lụi, nem rán, hoặc là chiên nem Thanh Hóa, nem chua Thanh Hóa. Nói chung là nó phù hợp với tất cả các cái sản phẩm dùng để chiên nhúng. Trên đây là video giới thiệu sản phẩm mới do Vũ Văn sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 02466533355 hoặc số điện thoại 0974432268 hoặc số điện thoại 0985322325 hoặc số điện thoại 0934439112. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình.